Xin được mến chào quý vị khán giả đang đến với chương trình Bác sĩ gia đình được phát sóng vào lúc 12 giờ 50 phút chủ nhật hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về bệnh nhược cơ. Đây là một bệnh về rối loạn thần kinh cơ, được đặc trưng bởi tình trạng yếu và mỏi cơ. Bệnh thường tiến triển âm thầm với những triệu chứng thoáng qua và chỉ có một vài những trường hợp là có sự phát triển nhanh chóng. Vậy bệnh nhược cơ có nguy hiểm hay không và điều trị bệnh như thế nào? Chúng tôi xin mời quý vị sẽ cùng gặp gỡ và trò chuyện với Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Nguyễn Hoài Nam, là giảng viên cao cấp Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Kính chào bác sĩ ạ. Xin chào cô Thanh Phương, xin chào quý vị khán giả xem đài. Và trước khi lắng nghe phần tư vấn của bác sĩ, kính mời bác sĩ và quý vị khán giả theo dõi câu chuyện tiểu phẩm hôm nay. Đã nói là trong nhà có cái bình trà, nó hết nước thì phải châm vô, để không thôi có khách không có nước uống. Lần nào rờ tới cũng không có. Hồi nãy là em thấy hết nước rồi, em đó. Tay chân em bây giờ nó mỏi lắm. Em hỏi thiệt chị nè. Gì? Chiều chiều á là chị có hay quể quải trong người không? Rồi buồn ngủ, rồi chân tay nó nhức, cầm đồ không được luôn á. Có bị không? Mà hồi sáng là em rất là bình thường nha, mà cứ chiều tới là em mệt. Có khi nào em sắp đi luôn không chị? Chết rồi, trời ơi trời. Giống ông già 90 thế thôi, đã nói là mẹ ơi. Này em dưới quê mới lên, có ít trái cây, gửi chị ăn lấy thảo. Trái cây vừa ngon quá à. Chứ sao? Cho có hai trái vậy? Trời ơi, vườn đồ hàng hồi hiếm mà. Mỗi cây có một trái, hai cây hai. Trời đất ơi. Trời ơi, thấy không mà tính rồi. Không phải phá. Mà tại vì tay chân nó đau, nó mỏi quá. Xách mấy cái trái cây ông đem qua mà sao nó cứ rớt lên rớt xuống hoài à. Ngồi đi để tôi rót nước cho ông uống. Thôi 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 thôi, ngồi xuống, ngồi xuống. Khoan đã. Ủa sao vậy? Hôm qua vận động mạnh quá hay sao bữa nay tay chân bủng rủng vậy? Không phải là hôm qua mà mấy bữa nay rồi. Bây giờ vậy nè, vô thay đồ chuẩn bị đi, tôi ở ngoài sinh nhật tôi đợi quá trời quá đất rồi. Ngồi từ sáng tới giờ không đứng lên được luôn á. Buồn ngủ nữa. Đó. Ủa sao kỳ vậy? Triệu chứng là sao? Đó là gì đó. Đây nè. Mấy bữa nay luôn, lúc nào cũng than, không buồn ngủ mà con mắt nó cứ sụp xuống. Rồi tay chân không có cầm được cái gì nặng hết trơn á. Mà đi là chút tôi muốn dấp té vậy đó hà. Có nghĩa là mỗi buổi chiều tay chân quể quải. Đúng rồi, ngủ. Không buồn ngủ mà con mắt cứ sụp mới xuống. Đâu chết rồi. Ông ơi, tôi nhờ ông chia sẻ an ủi. Ông nói chết này chết nọ, tôi sợ chết lắm ông ơi. Tôi sợ chết lắm ông ơi. Chết rồi, giống như cái câu giống như ngạc nhiên, cảm thán. Chết rồi. Trời ơi. Rồi rốt cuộc là sao? Trời ơi, còn không tới nữa thấy không? Bây giờ này nè, thấy bệnh mà sưng si quá. Bệnh rồi, chị Hai ơi. Biết bệnh mà không biết bệnh gì. Bệnh này là, em biết nè, bệnh này là bệnh nhược cơ. Nhược cơ là gì trời? Bệnh này nhỏ lớn mới nghe. Không nhược biết nhược cơ hả? Suy nhược thì có nghe. Nhược cơ là gì? Trời ơi, bởi vì không có tìm hiểu về bệnh tật này nọ, các không có kiến thức. Đây, bà chị tôi bị một lần rồi. Bị sao? Bị y vậy luôn á, đi khám bác sĩ nói nhược cơ tôi mới biết á. Nhưng mà bây giờ bị... Không chị là nguy hiểm không vẫn chơi đâu. Nhưng mà chị làm sao? Dạ, bây giờ là trước khi mình gì đó mình phải nghe bác sĩ tư vấn. Thưa bác sĩ, như vậy bệnh nhược cơ là bệnh gì và có biểu hiện ra sao ạ? Bệnh nhược cơ là một cái bệnh tự miễn của cơ thể, nó giống như bệnh Basedow, tức là cơ thể nó tự nó sinh ra cái chất để nó chống lại cái sự kết nối thần kinh cơ giữa các synapse thần kinh, nó làm cho cái cơ nó không hoạt động được, đặc biệt là các cơ vân nó không hoạt động được theo ý muốn của con người. Có tất cả là 5 cái cấp độ khác nhau. Thì cái cấp độ 1, những bệnh nhân đó thì phần lớn là nhìn đôi hoặc là sụp mi vào buổi tối, tức là mới khoảng 4-5 giờ chiều đã muốn giống như muốn đi lên giường đi ngủ rồi, tức là mắt sụp xuống, rồi yếu liệt tay chân, có thể nó nặng hơn nữa thì có thể tiến sang độ 2, thì có thể 60% những bệnh nhân độ 2 thì có yếu liệt tay chân và nuốt khó. Thậm chí có những bệnh nhân tiến triển nặng hơn, có thể gây khó thở, có thể nếu chúng ta điều trị không tốt thì bệnh nhân có thể tử vong do suy hô hấp cấp. Và nguyên nhân nào dẫn đến bệnh nhược cơ thế hả thưa bác sĩ? Phần lớn là bệnh nhân nó có yếu tố mang tính chất di truyền, tức là cũng có biến đổi trong gen, nhưng có một số những trường hợp khác là do sau một cái đợt bị nhiễm trùng, có thể bị nhiễm trùng huyết hay là nhiễm trùng nặng gì đó, viêm phổi nặng, sau đó cơ thể nó sinh ra cái chuyện như vậy. Thưa bác sĩ, nếu như bệnh không phát hiện sớm và điều trị kịp thời thì có thể sẽ dẫn đến những biến chứng như thế nào ạ? Điều đầu tiên là cho bệnh nhân sẽ cảm thấy yếu cơ, mắt có thể là gây sụp mi, nhìn đôi, sau đó thì các cơ ở phần dưới của cơ thể và nặng hơn nữa là yếu liệt các cơ hô hấp, gây rối loạn chuyển động hô hấp và bệnh nhân là nuốt khó, thậm chí không nuốt được nữa. Thì đấy là những cái biến chứng mà rất là thường hay gặp ở những bệnh nhân nhiên nhược cơ. Hiện nay thì có những cái phương pháp điều trị bệnh nhược cơ như thế nào ạ? Vâng, điều trị bệnh nhược cơ thì rất là phức tạp.
nói chung đòi hỏi cái sự chuyên khoa sâu. Thì cái điều đầu tiên là chúng ta phải sử dụng thuốc, tức là có những cái thứ thuốc nó làm tăng cái sự kết nối lại thần kinh cơ lại, nó làm cho bệnh nhân có thể là uống thuốc sau đó thì bệnh nhân sẽ đỡ. Nhưng có nhiều trường hợp thì uống thuốc xong vẫn không đỡ thì chúng ta phải tiến hành lọc máu, tức là một cái phương pháp là lọc các cái chất ở trong máu đi. Và nặng hơn thì có nhiều trường hợp chúng tôi phải phẫu thuật. Thì ngày xưa cứ mỗi lần phẫu thuật cho bệnh nhân nhược cơ thì rất là nặng nề, phải chẻ xước ra, và bệnh nhân nào có khi nằm viện cả tháng trời mới xuất viện được. Nhưng ngày nay với cái phẫu thuật nội soi hiện đại thì chúng tôi chỉ cần mổ trong vòng 45 phút thôi, rất nhẹ nhàng, thậm chí là mổ xong nếu bệnh nhân ổn, không cần điều trị nội khoa nữa thì có thể là ra viện trong vòng 2-3 ngày hôm sau. Đấy là một cái tiến bộ rất lớn trong phẫu thuật nội soi. Hiện nay thì phần lớn là các bệnh viện ở Việt Nam và các bệnh viện trên thế giới đều có thể cắt tuyến ức, điều trị nhược cơ qua nội soi được. Thưa bác sĩ, lời khuyên của các bác sĩ đó là phòng bệnh hơn chữa bệnh. Và riêng với cái bệnh nhược cơ này thì chúng ta phòng ngừa như thế nào ạ? Vâng, thì phòng thì cái điều đầu tiên thì cũng là chúng ta phải có một cái sinh hoạt nó lành mạnh ngay từ trẻ. Đừng có làm việc quá sức, đừng có để nhiễm trùng, đừng có để cơ thể nó bị rối loạn đi. Rối loạn vì nhiều khi nhiều người tham công tiếc việc quá, làm việc suốt, thế cơ thể nó rối loạn. Và trên cái cơ sở nó rối loạn đó, nó sẽ kích hoạt cái sự rối loạn miễn dịch và nó gây ra cái tình trạng như vậy. Cái thứ hai là chống các vấn đề nhiễm trùng. Khi mà chúng ta bị sốt hay nhiễm trùng gì, hay là viêm phổi hay là cái gì, thì chúng ta phải điều trị thật sớm, điều trị ngay để tránh cái hiện tượng nó kích hoạt. Bởi nhiều người có những cái gen tiềm ẩn nó bị rối loạn như thế, thì khi mà một cái nguyên nhân nào đó, làm việc quá sức hay là nhiễm trùng hay là kích hoạt cái chuyện đó, nó kích hoạt chuyện đó, thì nói thật ra cái cơ chế của bệnh nhược cơ cũng rất là phức tạp, nó không đơn giản như các bệnh khác. Đấy, cho nên việc điều trị cũng rất là khó. Và chúng ta phòng ngừa thì đấy, chúng ta phải phòng ngừa như vậy. Rồi chế độ ăn uống các thứ này phải lành mạnh, chế độ dinh dưỡng tốt, đầy đủ các cái vi chất giúp cơ thể nó phòng ngừa được kích hoạt gen ở trong hệ thống của cơ thể. Xin được cảm ơn bác sĩ với những thông tin hữu ích vừa rồi ạ. Quay trở lại với câu chuyện tuyệt phẩm của chương trình, mời quý vị sẽ cùng theo dõi diễn tiến câu chuyện như thế nào nhé. Nhược cơ là vậy đó. Nó là như vậy đó chị hai. Bác sĩ phân tích, bác sĩ nói em có đầy đủ hết tất cả các triệu chứng luôn chị ơi. Có nghĩa là bây giờ là sức khỏe em không ổn rồi. Chính xác là bị nhược cơ đó. Bị nhược cơ. Rồi bây giờ làm sao? Vậy phải đi khám bác sĩ, rồi bác sĩ ra cái liệu trình như thế nào mình phải theo y như vậy. Đã uống thuốc theo bác sĩ là phải uống theo từ đầu tới cuối. Phải uống thuốc nửa chừng cái đi hốt thang này thang kia về uống là không có được. Bởi vậy chị hai thì nãy giờ nghe từng lời của bác sĩ nói luôn, bây giờ thấm trong đầu luôn, thấy chưa? Và quan trọng nhất là chế độ dinh dưỡng, phải bổ sung đầy đủ các chất dinh dưỡng, đặc biệt là kali. Mà kali có ở đâu? Chuối. Đó. Với gì nữa đó? Với gì á? Chuối. Đu đủ. Những món mà chú mày rất là thích ăn đúng không? Phải tập trung dinh dưỡng nghe chưa? Chuối, đu đủ, kali là sẽ hết nhược cơ. Giờ bây giờ nè, thôi được rồi. Này không có chuối, không có đu đủ, này của tôi chú. Thôi bây giờ vậy nè, thôi. Bây giờ cái chuyện là trị bệnh mới là quan trọng nhất. Đúng rồi. Bây giờ hai anh em mình á, tôi sẽ chở đi khám bệnh. Rồi chở tôi tới bệnh viện đi. Chị giao Tuấn cho em. Rồi nha. Cho em. Chị hai giúp tụi em một chuyện quan trọng. Chị đi sinh nhật giùm tụi em. Dạ. Biết gì đâu đi. Không, chị đi giùm nó là chị hai của Tuấn, là chị hai của em là tôi đi rồi. Nói em cũng được. Rồi. Mà quan trọng đã. Đi sinh nhật là nhớ bỏ phong bì chứ không người ta coi thường mình. Rồi phong bì đó ai đưa? Chị đưa. Những lưu ý để điều trị bệnh nhược cơ hiệu quả. Điều trị bệnh nhược cơ là một quá trình dài, hiệu quả ra sao phụ thuộc rất nhiều vào phương pháp điều trị và sự tuân thủ phác đồ điều trị của người bệnh. Thực hiện thăm khám đúng lịch để theo dõi hiệu quả điều trị cũng như tình trạng sức khỏe. Thực hiện nghiêm chỉnh chỉ dẫn của bác sĩ trong việc dùng thuốc, không được tự ý sử dụng và tự ý dừng thuốc khi chưa có sự đồng ý của bác sĩ. Cố gắng cân bằng thời gian nghỉ ngơi và làm việc. Chăm chỉ tập vật lý trị liệu để giúp cơ bắp rắn chắc hơn. Tránh bị áp lực hoặc căng thẳng, tránh hút thuốc và đến nơi khói bụi. Một lần nữa xin được cảm ơn bác sĩ Hoài Nam đã đến tham dự chương trình ngày hôm nay và chia sẻ rất nhiều những thông tin hữu ích gửi đến quý vị khán giả liên quan đến căn bệnh nhược cơ. Quý vị thân mến, chương trình cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Mến chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau. Trời ơi, tổn thương sâu sắc. Thôi. Trời ơi. Chị giờ nghe em được. Chị ngồi xuống, khoanh tay lại xin lỗi chị hai liền. Chị hai suốt ngày cứ quở con em ốm o gầy mò, căng thẳng như nào quá vậy. Bổ sung DHA cho nó thông minh. Em chỉ bổ sung những thực phẩm giàu omega. Em mà em nói vậy không được.